Chào cả nhà, đây là khoai lang thang đang du lịch gành đá đĩa. Ăn trưa nha cả nhà. Bất ngờ nè, giới thiệu lẩu tự sôi omachi. Rau, nấm, bắp bò, rêu cua, cà chua, đậu hũ. Chỉ cần nước suối là có tô lẩu omachi sôi sùng sục. Lẩu tự sôi omachi rất ngon mà không sợ nóng. Lẩu tự sôi, một sản phẩm mới của omachi.